Ờ đúng rồi. Dạ, vai diễn của em là tên là Thư, một cô gái ham tiền, mê tiền. Đối với tình yêu và tiền thì coi tiền là trên hết. Và đây là một vai diễn cũng khá là lạ so với từ trước tới giờ những vai mà em nhận. Nó hơi thi ghép tí xíu, nhưng mà hy vọng là cái cách em thể hiện sẽ làm cho nó thấy ghét nhưng mà có lý do. Cô gái này vừa mê cờ bạc mà vừa ham tiền nữa mà không có coi trọng tình yêu. Có nghĩa là tình yêu là yêu cho có thôi. Không giống em ngoài chung thủy lắm, kiểu mà yêu hết mình lắm. Mình là diễn viên mà em muốn thể hiện ở nhiều vai diễn khác nhau và nhiều cá tính khác nhau. Thì trước giờ mọi người thấy em trên phim những cái vai của em thì kiểu mà dễ thương, tương tự đồ này kia, nhưng mà năng động, nhưng mà chưa có thấy cái vai nào mà nó dễ ghét. Cho nên là cái vai này cũng là một cái mà em cảm thấy rất là ấn tượng khi mà được đọc kịch bản và em đồng ý là nhận liền.